Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm nay, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên cộng đồng mạng, hậu ồn ào từ thiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chua chát tiết lộ, tổn thất nặng nề, ẩn ý nhắc đến sale Đại Nam. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi chi tiết. Sau khi vướng hàng loạt thị phi trong showbiz, trong năm qua thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chua chát tiết lộ những tổn thất nặng nề khiến anh vô cùng tổn thương. Vừa qua thì quý vị khán giả cũng đã biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên chia sẻ về cảm xúc của mình trong năm 2021 vừa qua. Nam ca sĩ cho biết bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác dù trải qua 2 năm Covid-19 và những lùm xùm không đáng có. Khi được hỏi về những bài học sau những biến cố vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết bài học lớn nhất đối với tôi là học được sự bình tĩnh, thận trọng. 20 năm qua, tôi nghĩ mình làm từ thiện như vậy cũng bài bản, chặt chẽ rồi. Tôi kêu gọi quyên góp bao nhiêu, trong thời gian nào, tôi đều ghi rõ ràng trên trang cá nhân. Tôi làm gì thì tôi cũng đều có clip và hình ảnh ghi lại. Vậy mà lùm xùm vẫn xảy ra. May mắn những thứ đó tôi đều lưu lại, đủ để có thể trình bày với cơ quan chức năng khi có yêu cầu điều tra. Nhưng sau chuyện này tôi nghĩ mình phải thận trọng hơn trong cách làm. Và tôi đã quyết định không quyên góp gì nữa hết. Tôi sẽ làm bằng tiền cá nhân của tôi và của anh em thân thiết của tôi mà thôi. Một khi đã kêu gọi quyên góp, cần phải có cách tổ chức chuyên nghiệp hơn. Tôi thấy mình không phù hợp nên chỉ làm cá nhân mà thôi. Sau vụ ồn ào, tôi cảm thấy mình cũng bình tĩnh hơn khi chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra. Tôi chờ đợi kết luận từ phía cơ quan điều tra trong suốt mấy tháng trời. Thời gian đó vẫn phải chịu những chỉ trích, những lời cay độc từ nhiều anti-fan và đối tượng xấu khiến tôi stress kinh khủng. Thật sự trong thời gian đó tôi vô cùng stress và tôi cũng không muốn chia sẻ điều gì với cộng đồng mạng. Nhưng tôi thấy sự bình tĩnh, kiên nhẫn của mình đáng giá, cuối cùng mình đã được minh oan. Chính anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thừa nhận bản thân mang số thị phi, lúc nào cũng bị ghéo rội vào ồn ào. Có những điều tôi nói rất bình thường cũng bị xuyên tạc linh tinh, thành ngay một vấn đề lớn. Ồn ào này đối với tôi vừa lớn cũng vừa là tổn thất, nặng nề. Danh dự, uy tín trong suốt 20 năm mà mình gầy dựng rồi biết bao nhiêu hoạt động từ thiện trong âm thầm và trong suốt thời gian qua. Công khai, có mà giờ bị nói không ra gì. Trước đây tôi làm từ thiện ở nơi nào tôi cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Và trong thời gian vừa qua thì bị mạt sát bằng những từ ngữ rất là nặng nề. Tôi thấy quá tổn thương cho mình. Một hành động tưởng chừng như rất đẹp giờ trở thành vấn đề nhạy cảm. Hẳn nhiều người sẽ e ngại khi muốn giang tay kêu gọi giúp đỡ cộng đồng. Và trong bài chia sẻ của mình, đáng chú ý nam ca sĩ còn ẩn ý nhắc đến một nhân vật, người mà anh cho là khơi nguồn mọi lùm xùm. Anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết nguyên nhân là từ những livestream của một nhân vật mà chắc chắn các bạn ai cũng biết đã khơi nguồn cho mọi lùm xùm. Người ta tự do livestream ngày này qua tháng nọ mà không ai làm được gì. Mặc cho thông tin đó sai đi chăng nữa thì không ai chấn chỉnh người ta, làm gì người ta cả. Vậy dần dần khán giả đều tin những gì người ta nói là đúng, rồi cứ thóa mạ nghệ sĩ. Giờ có làm gì thì khán giả cũng sẽ nghi ngờ. Mà khi lòng tốt, cái tâm từ thiện bị nghi ngờ là ăn cướp, ăn chặn, trục lợi, thì điều đó thật sự đáng buồn và tổn thương biết mấy. Cũng phải nói thêm, nguyên nhân là người xấu vu khống cho chúng tôi. Nhưng một phần nào đó, tôi thấy chúng ta mất niềm tin về nhau nhiều quá.
chỉ cần một sự nghi ngại cũng thổi lên lùm xùm và loan tin trên cộng đồng mạng. Và chắc chắn có một phần trách nhiệm từ tôi. Mình chưa được chuyên nghiệp trong cách tổ chức từ thiện. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân từ nhiều phía. Anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng không thấy buồn khi đồng nghiệp không lên tiếng bảo vệ mình trong khoảng thời gian ồn ào vừa qua. Anh cho biết bạn bè, đồng nghiệp vẫn dành cho mình những tình cảm, sự thương quý và động viên mình hàng ngày. Nam ca sĩ cũng mong chờ sẽ có một năm mới khởi sắc. Năm mới tôi chỉ mong tình hình xã hội ổn định hơn, dịch bệnh cũng lắng xuống. Mình có đủ sức khỏe để đi diễn, làm sản phẩm, gửi tới khán giả và còn đủ sức làm cả live show của mình đang bị tạm dừng. Tôi cũng mong cho các hoạt động kinh doanh của mình thuận lợi để có điều kiện làm được những thứ tôi mong muốn trong nghệ thuật, vận hành công ty và nhiều thứ khác nữa. Kính thưa quý vị khán giả, không chỉ Đàm Vĩnh Hưng mà còn nhiều nghệ sĩ khác trong năm qua, năm 2021, phải nói là lùm xùm việc từ thiện. Từ một sale Đại Nam thì những người nghệ sĩ ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Uy tín như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ, mặc dù là lòng tốt làm từ thiện mấy lâu nay, tuy nhiên khán giả đâu đó cũng còn một chút nghi ngờ, mặc dù là sau khi Bộ Công an đã có kết quả điều tra là không vi phạm pháp luật, nhưng đâu đó thì nhiều người cũng vẫn nghi ngờ việc quyên góp từ thiện, làm từ thiện và tấm lòng tốt của họ đang được bị nghi ngờ. Dù cho có làm bao nhiêu hay là minh bạch bao nhiêu thì sự nghi ngờ nó vẫn còn đó. Cho nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rút kinh nghiệm sẽ làm chuyên nghiệp hơn, cũng như là chắc có lẽ là không kêu gọi quyên góp nữa, mà tiền từ thiện từ bản thân của mình có bao nhiêu làm được bao nhiêu, hoặc là quyên góp từ bạn bè mà thôi. Giống như nghệ sĩ Việt Hương, chúng ta cũng thấy là cô ấy không kêu gọi quyên góp, cũng như là không đóng góp từ bất cứ mạnh thường quân nhà hảo tâm nào, mà số tiền chính gia đình của cô có bao nhiêu làm từ thiện bấy nhiêu. Nhưng đâu đó thì chúng ta thấy cũng không phải là êm đềm mà cũng bị ghéo rồi và lên tiếng về vấn đề sao kê từ thiện. Trong năm vừa qua thì quý vị khán giả thấy là cái từ sao kê từ thiện, quý vị khán giả thấy điều đó là chúng ta biết được là lùm xùm trong giới showbiz. Như anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ, tại sao bạn bè, đồng nghiệp không lên tiếng? Trong thời gian qua, tôi bị lùm xùm. Thực ra mà nói, trong cái vấn đề nhạy cảm, trong cái thời điểm nhạy cảm và hết sức là biến căng giữa sale Đại Nam và cùng một số showbiz Việt, thì nếu như những người đồng nghiệp có hiểu và có thương, thì thông cảm chia sẻ, và vấn đề nhạy cảm đó thì chắc có lẽ ít ai có thể là lên tiếng bị vạ vào thân. Và trong những ngày qua thì lùm xùm việc show tổ chức của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Đà Lạt có những cái biến cố xảy ra, mà đâu đó thì họ cho rằng biến căng giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Seo Đại Nam vẫn chưa chấm dứt. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ những cái thông tin từ thiện trước đây thì chúng ta cũng đã biết. Trải qua một cái thời gian dài, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, và tới ngày hôm nay thì những người ca sĩ được tất cả cộng đồng mạng biết về vấn đề kết quả điều tra từ thiện như thế nào rồi. Những người đó không có bị vi phạm pháp luật, cũng như là không ăn chặn từng tiền từ thiện, thì họ đã được rửa oan. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thật lòng, mặc dù là được giải oan, nhưng đâu đó cái sự nghi ngờ, lòng tốt vẫn còn đó. Trong khán giả vẫn chưa tin hoàn toàn những người đi làm từ thiện. Như vậy thì chúng ta thấy sau cái vụ lùm xùm này, thì những người đi làm từ thiện chắc có lẽ họ cũng phải rút kinh nghiệm. Nếu như có làm từ thiện thì sao kê minh bạch, và những người mà quyên góp người ta cũng cảm thấy vui lòng khi số tiền của họ được trao cho người nghèo, người khó khăn. Như vậy thì họ mới yên tâm đóng góp cho mình đi làm từ thiện. Và qua đó,
cái người đi làm từ thiện cũng nên công khai minh bạch số tiền mà Mạnh Thường Quân cũng như là những nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp, thì điều đó giữa hai bên thống nhất với nhau để đưa ra con số cụ thể, chi bao nhiêu, thu bao nhiêu rõ ràng, thì cái việc từ thiện đó không lùm xùm tới bản thân là ăn chặn tiền từ thiện. Như anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói, tôi thấy mình bình tĩnh, kiên nhẫn và đáng giá cuối cùng mình cũng được minh oan. Đây là cái lời cuối cùng mà tất cả những người nghệ sĩ thời gian vừa qua lùm xùm chuyện từ thiện, thị phi, sao kê từ thiện, vân vân, thì tới ngày hôm nay hầu như họ đã được minh oan và khán giả cũng biết tới điều này. Tuy nhiên đâu đó thì chắc có lẽ là trong làm từ thiện, sau này tất cả mọi người cũng lưu ý hơn và làm sao cho một cái cách chuyên nghiệp hơn, và đồng thời số tiền cũng cần minh bạch. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.